Thưa quý vị, với những tính năng thuận lợi, ưu việt, mô hình thư viện điện tử được triển khai tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phục vụ bạn đọc. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho người đọc tiếp cận nguồn sách mà còn là bước đi phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghệ số hiện nay. Với hơn 2.500 lượt đọc mỗi tháng, mô hình thư viện điện tử tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc mỗi khi đến đây. Không còn mất nhiều thời gian với việc tìm đọc sách giấy truyền thống như trước đây. Trên nền tảng số, với các công cụ hỗ trợ, việc tiếp cận các đầu sách trở nên nhanh gọn hơn. Mình cảm thấy cách làm này của thư viện thì bắt kịp với xu hướng của thời đại, thì giới trẻ hiện nay sử dụng Internet rất nhiều. Vì vậy, các bạn có thể đọc sách ở nhà mà không cần tốn công lên thư viện, và mình sẽ có không gian đọc sách thoải mái hơn, hợp ý mình hơn. Mình thấy là cái việc mà thư viện điện tử rất là tiện lợi, vì ví dụ như là về một cái phương diện là về lịch sử đi, mình có thể lên nước cha tất cả mọi thứ mà mình cần, như là năm thời gian không cần phải đi thật xa để lên, rất là tận dụng và cái lượng sách rất là phong phú, đa dạng. Bất kỳ bạn đọc đến với Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng sẽ được nhân viên hỗ trợ trong việc cấp quyền truy cập để sử dụng thư viện điện tử với thủ tục đơn giản. Không giới hạn về không gian và thời gian, việc số hóa thư viện trên nền tảng web góp phần tăng tính năng kết nối, đồng thời giúp người quản lý, điều hành cũng dễ dàng nắm được thông tin nguồn tài liệu mà bạn đọc tìm kiếm nhiều nhất, từ đó có hướng bổ sung đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Nếu mà muốn đọc sách điện tử thì liên hệ với bộ phận cấp thẻ của thư viện chúng tôi làm thẻ bọn đọc và được cấp một user đọc để đọc sách trên các trang thư viện điện tử. Và trong cái thời đại Covid thì vừa rồi chúng tôi đã dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Ban giám đốc thì chúng tôi đã sử dụng tạo ra một cái user miễn phí. Thì cái user miễn phí này là bọn đọc có thể truy cập mỗi lúc mọi nơi, và đồng thời đó là trong cái đề án cấp thẻ thư viện liên thông thì là chúng tôi đã cấp thẻ cho tất cả các học sinh trên tất cả các trường phổ thông, cơ sở và tiểu học, thì các em cũng có thể truy cập miễn phí vào cái user cấp sẵn của thư viện này nè. Hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của độc giả, kéo theo lượng truy cập vào website đọc sách cũng tăng lên, đòi hỏi cần có sự đồng bộ của hạ tầng thông tin. Tuy nhiên, chất lượng đường truyền Internet tại thư viện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu truy cập của người đọc vào những mùa cao điểm. Thì tất nhiên là người đọc sách ai cũng muốn mình đọc một cách lưu loát, nên rất mong thư viện có thể cải thiện được cơ sở hạ tầng trên Internet để giúp cho các bạn có thể download một cách nhanh chóng. Dần dần về sau là chúng tôi sẽ bổ sung sách và nâng cấp đường truyền có thể tạo ra một cái app đặt sách trên dùng điện thoại để cho bạn đọc điện tử. Xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên số để đáp ứng nhu cầu đọc và theo kịp xu hướng của thời đại là giải pháp then chốt cho sự phát triển của các thư viện trong bối cảnh hiện nay. Với trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, trong thời gian tới, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tiếp tục có những cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả mô hình thư viện điện tử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.